Cái mùa Covid mình qua rồi, mình là năm rồi kế mình thấy là thua à, mà năm rồi còn đỡ hơn năm nay. Năm nay là coi như là thấy là thua thiệt rồi. Bán nhiều hay nhiều chứ làm sao giờ? Thì giờ bán lại mình cảm thấy được, mình bán thì vớt vát lại nhiêu hay nhiêu. Năm nào cũng trồng hết á, 3-4 năm nay rồi, có năm nay tệ nhất. Năm nay đói. Lỗ vốn. Thương lái mua thì rẻ, phân chậu thì mắc. Giờ đâu có lời. Đúng rồi, lái của mọi năm á nó mua cũng mua con dài chục chậu rồi về ấy, chứ mọi năm gọi ta cũng bán ế quá trời luôn nên năm nay người ta đâu dám mua nhiều. Cái nghề thì phải đeo thôi chứ. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Sadec TV ha. Các bạn thân mến, thì hôm nay thì mình tiếp tục có mặt ở làng hoa Sadec để cập nhật về cái tình hình tiêu thụ hoa kiểng của bà con nông dân mình để gửi đến các bạn nha. Nơi mình đang đứng ở đây là ở đường Nguyễn Chí Thanh ha, thuộc xã Tân Quy Tây của thành phố Sadec. Đây có những cái vườn hoa đang rất là đẹp và đang bà con của mình cũng đang tất bật chuẩn bị ha, để mà đem hoa ra chợ bán và bán cho các bà con thương lái. Trước mặt các bạn đây là hoa màu gà nha các bạn. Này là chuẩn bị đem ra chợ hay là bán cho thương lái anh? Lái ha. Lái là cô vừa mình đặt hết chưa? Lái đặt hết chưa? Đi hết mớ, còn mớ chừng nào ghé lại cho hay ấy nữa. Dạ hả? Làm nữa. Năm nay anh trồng hết được nhiêu vỏ? Hết được cỡ nguyên vườn là tới 4.000. 4.000, 4.000 là màu gà không hay màu là gà. Có gì? Rồi năm nay lái mua sao anh, thấy tình hình sao? Tình hình năm nay quá không bằng năm rồi, tệ hơn năm rồi nữa. Dạ hả? 4.000 anh bán được nhiêu rồi? Bán được mấy ngàn rồi? Vòng vòng mấy anh em cháu ra chừng mà chừng gái có 2.000 rồi. Hết được vòng em cháu rồi luôn là bao nhiêu? Là 4.000. 4.000 mới bán được 2.000 hả? Là mình giặt á nha, mình trồng là mình phải khấu hao trừ mình giặt ra. Nhưng mà giá bán năm nay sao anh? Giá năm nay là chỉ có là 40-45 ngàn một chậu hơn cặp. Một cặp 40-45 ngàn hả? Cho năm rồi sao? Năm rồi thì la bèo là 50, mà giờ là chỉ là 45 là cao rồi, không có được cao nữa. Tức là bán chậm rồi mà giá cũng thấp nữa hả? Thấp luôn, năm nay là đi hàng là chậm hơn năm rồi nữa. Cái mùa Covid mình qua rồi, mình là năm rồi kế mình thấy là thua mà năm rồi còn đỡ hơn năm nay. Năm nay là coi như là thấy là thua thiệt rồi. Rồi bây giờ còn số còn lại đó anh dự tính làm sao? Thì dự tính cũng có bên thương lái rồi dưới bên cái gì nè ấy rồi ta, tự nhiên quên rồi. Người ta có đặt bên hội á. À, hội quán hả? Hội kia bằng hội cái gì tự nhiên cứ quên. Hội nông dân hả? Hội bên xe tải rồi đó. À sao? Ở tất cả lại cũng như là đi chạy vòng vòng trợ giúp mấy anh em vậy á. Chụp hình rồi đăng lên rồi quay rồi anh em nào thấy được lại ủng hộ. Thì em cũng đang quay lên nè để coi quý khán giả mà ai có mua bông hoa chân Tết thì tới ủng hộ mình. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì ở đây anh trồng màu gà rồi còn gì nữa không? Còn màu gà với dặn thọ không? À, dặn thọ là anh trồng nhiêu vỏ nữa? Dặn thọ thì chung luôn của ông anh nữa là có cái ngàn mà hôm dài lấy gai rồi. Lấy gai bán được nhiêu rồi? Của ông anh là màu vàng với màu cam ra cũng được 300 rồi. Còn trong đó là khoảng còn 500 nữa. Yeah. 500 cam nữa. Nhưng mà anh bán là thường là hổng gà bán cho lái hay bán lẻ? Bán thì lái lại cũng dặn thọ thì cầm giá được bằng năm rồi. Là nhiêu cặp? 55 ngàn cặp. 55 cặp nha. Rồi bây giờ vậy là lái mỗi năm đâu, năm nay anh không lại mua nữa ha? Mỗi năm thì đi sớm mà giờ năm nay là giờ mối màng có số điện thoại chỉ điện hỏi thăm thôi, chưa có ghé. Nó điện không mà không ghé ha, nhưng mà mỗi năm là tới thời điểm này là chốt hết trơn đúng không? Đúng rồi, năm giờ này lại là câu là chốt hàng hết. Mà chỉ điện là hỏi thăm thì báo giá thì cũng bằng năm rồi vậy đó. Giờ là cỡ giờ là thường cỡ hai mấy ghé không, mà có khi ghé trước.
mà cái này là thấy lại là số hậu là điện hỏi không. Thế là mỗi năm là tới lối 20 như vậy là khoa bắt đầu chở đi chốt, đúng không? Chốt hàng hết trơn là hàng ngày đi thôi. Thường thường thì cỡ lối mấy mới đi hết anh? Là thường thường là 20, trễ lắm là 27 là đi hết nha. Là dứt điểm hết. Mà năm nay thấy trễ năm quá. Năm nay rồi gọi là thấy còn là ai chơi. Nhưng mà năm nay bông anh làm thì chất lượng hơn năm rồi như năm rồi không? Đạt không? Đạt hơn năm rồi, bông chiếc này cao hơn chứ năm rồi là bị cũng có bị sự cố quá. Nhưng năm nay bông đạt hơn nhưng mà lái lại mua ít hơn nghe cho nên ổn quá. Ít. Dạ. Vậy rồi giờ trồng mà nhiều vậy thấy bán không được thấy sao? Thì, lo gầu gì không? Thì lo gầu gì giờ thì bán nhiều hay nhiều chứ làm sao giờ? Thì giờ bán lại mình cảm thấy được mình bán thì vớt vát lại nhiêu hay nhiêu. Đầu tư cho vụ Tết này khoảng nhiêu? 4.000 giỏ này nè. Nếu mà tính mà là 4.000 giỏ mà thành khoảnh hết, mua đồ hết luôn là khoảng là 40 triệu. Mà tính là từ mình ương với mình ấy là 1.000 giỏ là khoảng 10 triệu á. Tức là mình chưa tính công mình vô nữa đó phải không? Tiền công mà mỗi ngày đi tưới, đi làm cái kia đi kia đúng không? Là vốn không 10 triệu đó, còn công mình chưa tính. Đúng như mình tính ra cái đồ mình mua, cây mua, giờ bọc giấy gì mua, dây mình cũng mua hết. Rồi mà thí dụ mình làm không kịp mình phải mướn người ta. Ủa anh, như cây màu gà này mình trồng thời gian bao lâu là mình bắt đầu mình bán? 3 tháng. Cũng lâu ha, có vàng thọ thì nó ngắn hơn phải không? Vàng thọ thì cũng 3 tháng mà ngắn hơn được có mấy ngày thôi. Dạ. Cũng có nửa tháng rồi, họ ngắn hơn nửa tháng thôi. Ôi nghe anh nói mà cũng thấy lo cho bà con mình quá, năm nay ai cũng trông chờ vụ qua Tết ha, trồng mấy tháng trời được kiếm tiền ăn Tết mà kiểu này thấy cũng hơi lo ha. Thôi thì bây giờ vườn của anh là ở đây là địa chỉ gì ta? Trên đường này đường Nguyễn Chí Thanh nè đúng không? Đúng rồi. Ở đây là em nói là ở ấp Tây. Ấp gì? Tân Lợi, Tân Lập hay là ấp gì? Tân Thành, xã Tân Quy Tây. À, Tân Thành của Tân Quy Tây nha các bạn. Cái vườn này thì các bạn xuống cây cầu đó là cầu gì? Cầu Công Minh trên, cầu Công Minh dưới, nằm ngay đoạn giữa. À, nằm ngay đoạn giữa các bạn ơi, nhìn bên phải có một cái đám trồng màu gà với vạn thọ cũng rất là đẹp nha. Nếu mà các bạn mình chưa mua hoa Tết để trưng thì có thể đến tại đây ha. Anh bán giá lẻ cũng như cũng như giá ấy, phải không? Dạ. Là nhiêu cặp? Là 45. 45 ngàn cặp các bạn ơi. Mình chưa mua bông hoa Tết chưng thì tới đây bông vẫn còn rất là nhiều và rất là đẹp, nên mình trồng rất là đạt nè. Các bạn có mua ủng hộ thì tới ủng hộ anh tên gì anh? Dũng. Anh Dũng nha. Đấy, còn thương lái muốn mua về bán lại thì cũng tranh thủ ha, hoa còn rất là đẹp và rất nhiều. Rồi em ơi, em chúc anh trong những ngày sắp tới thì bán được nhiều hơn nha. Bán cỡ 90% thôi cũng được, còn 10% coi như cù đi nha. Dạ. Cứ quay đi. Dạ. Quá nhiều. Giờ này là anh đẩy vô này là vô chắc ở đây chuẩn bị để làm giao hay sao? Đẩy vô là lợi là bây giờ nào à, tức để sẵn đây ha, lái rồi ai mua lợi thì mình bó đi. À, chú này là sao, là chồng chúng mình luôn hả? Chúng luôn. Vậy hả? Đang tưới hả chú? Tưới này là hướng dương hả? Này lái mua hết chưa? Dạ, hôm nay trồng nhiêu vỏ? Trồng tới 500. 500 hả? 500 mà bán hết chưa? Bán còn lại cũng đã 70 ha. Dạ, vậy là bán cũng có lý không? Giá là sao? Giá thì rẻ rồi đó. Rẻ hơn lắm rồi hả? Rẻ hơn. Nhiêu? Giá có 45-50. Một chậu á hả? Hồi năm rồi được nhiêu? 60. Năm rồi được 60, nay 45-50 hả? Mà hôm nay chú trồng nhiều hơn rồi hả? Ít hơn? Nhiều hơn. Trồng nhiều hơn hả? Trồng nhiêu vỏ? Trồng 500. 500 hả? Năm rồi trồng nhiêu vỏ? Trồng 200-300 hả? Sao năm nay đi trồng nhiều hơn? Vậy hả? Nhưng mà bán rẻ hơn vậy cũng có lời không, mà lời ít phải không? Có lời. Thôi vậy cũng mừng. Chú trồng cái gì? Trồng ở này không rồi hả? Gà vạn thọ nữa. Vậy hả? Hai kia bán hết chưa? Hai kia
cái nhà thờ bán hết rồi. À, mà chú thấy năm nay sức mua so với năm rồi sao? Nó yếu chứ. Yếu lắm hả? Ừ, nó không có mua nhiều. À, lái đồ nó đi nhiều không? Ít luôn hả? Ừ. Sao mình tới vườn nào hỏi cũng nghe bà con mình than rầu quá. Dạ hả? Rồi chú nói năm nay trồng bông lỗ chắc ăn luôn đó các bạn. Thuận nghiệp bà con mình ha, trồng nguyên một năm chứ trong trời vụ qua Tết thôi mà kiểu này thua rồi. Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi là sẽ biết được là cái tình hình tiêu thụ như thế nào ha. Chung là hoa Tết còn khá nhiều. Đây. Đây giang thọ này. Trồng mồng gà nhắn thọ. Nhắn dương còn. Dạ hả? Nhắn dương còn kìa. Không có được. Trồng hết nhiêu chị? Trồng cũng mấy trăm cây mà bán cũng còn. Trồng mấy trăm? Trồng 200 mấy đó. Mà còn giờ khoảng chừng 100 mấy đó. Dạ hả? Còn cút đồng tiền này. Không có ai hỏi hết trơn á. Cút gì? Cái đó là cút kim đồng cương tiền. Cái đó cút kim cương chứ hả? Cút kim cương có đồng tiền. Có kim cương. Cút kim cương á còn. Ờ cút kim cương. Trồng hết nhiêu? 700-800. Đến giờ cả ngàn. Cả ngàn á, bán còn bán nhiêu rồi? Trời mới bán được 200 cây hả? Mới 200 cây hả? Ừ. Mà đó chị chỉ trồng qua Tết nhiều lâu năm chưa? Năm nào cũng trồng hết á. 3-4 năm nay rồi, có năm nay tệ nhất. Năm nay đói. Đổ vốn. Thương lái mua thì rẻ, phân chậu thì mắc. Giờ đâu có lời. Rồi à, lái năm nay chị thấy nó có tới mua nhiều hả? Tới mua ít hơn năm rồi nhiều. Ít hơn năm rồi. Năm rồi bán được hơn năm nay. Năm nay lấy ít đi ít xịu à. Giờ lỗ. Rồi giờ số còn lại tính sao, có đăng ký lô gì bán không? Không, không có, tại vì năm rồi bán hết ở tại vườn. Giờ không có đăng ký lô. Bây giờ còn số còn lại tính sao? Ok, đi bán vớt vát, ai mua ghé mua giá nào bán giá nấy. Kiếm vớt vát lại thôi chứ biết làm sao giờ. Rồi bây giờ như chị bán là kêu giá nhiêu ra để mọi người biết, mọi người là mua giá 15k một chậu. Thế là cúc kim cương này là 15.000 chậu hả? Rồi, rồi. Này chỉ có mấy màu? Đủ màu. À, em thấy có màu vàng, màu trắng, rồi màu hồng, màu tím, rồi cái gì nữa, còn gì chưa bán hết nữa? Bây giờ còn mồng gà với cúc này nè, với hướng dương mới nữa. Hướng dương là cái này đấy hả? Hướng dương ở trước với mới mồng gà nguyên một dãy này luôn. À hả? À. Một số nhẫn thọ nữa kìa. Nhẫn thọ trên đó là bán chưa? Nhẫn thọ đây nè, ngoài này nè. Dạ. Yeah. À, nhẫn thọ ngoài đó giờ kêu bán nhiêu cặp? Năm chục sáu chục miếng có thương lái tới là thỏa thuận là bán à. Giá cả nhưng mà giờ có 50-60 và vẫn bán rồi phải không? Ừ. Nè các bạn ơi, này 50-60 ngàn nè, 50-60 ngàn cặp thôi đấy, tại vườn luôn. Vô đây các bạn mặc sức lựa luôn ha, còn rất là nhiều bông mình thấy ra rất là đều nè đấy. Bà con mình hôm nay nói chung là bán chậm quá rồi cho nên là cũng không có bán giá cao, bán giá thấp để lấy vốn thôi. Cho nên là mọi người có mua được thì mua, đến mua ủng hộ ha. Cái vườn này thì cũng nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh đó các bạn. Khá dễ tìm. Còn mấy cây ấy ngoài còn lại là giờ mình bán nhiêu cây chị? Hướng dương hả? Ừ. Hướng dương bán 40.000 cây hả? Hướng dương giờ 40.000 cây nha các bạn. À, mấy cây có bông ngoài đó phải không? À. Đây, quay cho các bạn xem ha. Đi tới đâu cũng nghe bà con mình than quá. Giờ chỉ mong là những ngày cuối phiên chợ thì ở chợ nó bán đắt. Để mà thương lái nó tăng cường thu mua nhiều hơn chút. Đa số bà con mình hôm nay là khổ một cái là không có đăng ký lô để bán ở chợ ha. Vì mỗi năm thì thương lái đến tại vườn mua rất là nhiều, nhưng hôm nay là thương lái không có tới mua nhiều cho nên bà con không có đăng ký lô, cho nên là bây giờ nếu mà bán không hết tại vườn thì cũng không có ra chợ được nha. Cũng khó ha, tại ra chợ phải đăng ký trước lô mới có lô để bán. Đấy, bông các bạn thấy cũng ra rất là đẹp ha, rất là đều. Mà vẫn ngóng chờ thương lái và người mua. À, số điện thoại nè, bán bông sơn nè ha.
các bạn có mua thì liên hệ số điện thoại này để đặt ha. Đấy. Tại vườn, giá tại vườn lúc nào cũng rẻ nha các bạn. Nếu các bạn mà mua, chúng ta đi ra chợ rồi chen chút rồi thì nó cũng mất thời gian mà nó lại khó lựa. Nó đây vườn còn nhiều, các bạn vào đây lựa thì nó thoải mái nha. Đấy, chúng ta đến làng hoa Sa Đéc, chúng ta vừa đi du lịch mà chúng ta mua hoa mang về luôn, thì nói chung là hoa bán tại vườn mà còn mình bán rất là rẻ nha. Cái này kêu bằng bông gì anh? Cẩm nhung hả? À. Này là bây giờ bán được nhiêu cặp vậy? Này mình nhỏ thì 12 ngàn chậu, còn người lớn thì 25. À, lớn thì gấp đôi ha. Giá này so với năm rồi cao hơn hay thấp hơn chị? Không biết. Hả? Không biết. Năm rồi có bán không? Anh điểm còn mấy giây à? Năm nay thấy sức mua sao chị? So với năm rồi sao? Thấy chạy hơn năm rồi chứ. Phải hơn hả? Dạ, với lại bán thấy giá là rẻ hơn năm rồi. À, rẻ hơn. Cái này còn nếu nhiều để chở xe lên. Coi em ơi, chồng bọc cho chị lên ra. Đây hai chồng bọc mà. Dòm đấy thì giờ mình tự lựa rồi mình lấy luôn à. Lựa cái bự hen. Giờ này là lái đặt hết vườn chị. Ở đâu còn giống chưa mẹ? Dạ. Lái đâu có đi. Ủa bảnh là chị còn gì nhiều? Để em giới thiệu lên cho mọi người biết, mọi người lại mua. Còn gì nhiều chị, bánh còn gì? Còn cúc kim cương nè, rồi chắc thường rồi nè. À như kim cương cái đó giờ chị bán nhiêu cặp? Người ta biết ta lại ta mua. À 40 45 nhiêu cặp hả? 40 45 nè. Nghe. Còn à cắt tường. Cắt tường thì 30 chậu, nhưng mà mua số lượng nhiều thì 25. À bán lẻ là 30.000 một chậu, mua nhiều thì 25 ha. Ừ. Có đồng tiền là bán hết nha chị. Đó, cái đó cũng còn đó hả? À. Còn nhấp luôn á. Đồng tiền là nhiêu chậu? À 70. 60, giờ 60. 60 ha. 55. Tùy theo, nói chung là mua nhiều hay là mua ít, à, nhiêu, mua một giỏ hay giỏ. Nhiều quá thì mua nhiều thì 60. Còn mua lẻ thì 65. Dạ. 70. 70 ha, 70 chậu. À. Năm nay chị thấy lái mua chậm hả? Chậm. Có hết rồi. Đó trời luôn, mỗi nhưng năm mà... là giờ này là lái là người ta đặt hết trơn rồi đó, năm nay còn. Nhưng mà mấy mối lái món của mình năm nay có điện hả không? Không, nói chung là ít lắm. Nhưng mà cái lái của mỗi năm của mình á mình có. Đúng rồi, lái của mỗi năm á nó mua cũng mua cũng dài chục chậu đồ về ấy, chứ mỗi năm gọi ta cũng bán ế quá trời luôn nên năm nay người ta đâu dám mua nhiều. Tức là nó cũng có mua mà nó mua ít hơn năm rồi ha. Dạ. À, nhưng mà cái lái mua ít thì chị thấy ít lái hơn hay nhiều lái ít hơn? Lái hơn, có lái là bỏ không có mua luôn ta. À. Để người ta để vậy người ta chắc ăn hơn để bỏ tiền ra mà lỗ đó sao người ta. Nhưng mà mình trồng là mình trồng đại mình bán thôi chứ nó đâu có đặt hàng như mình ha. Dạ đúng rồi, mình trồng đại thôi, mình trồng thì cái nghề thì phải đeo thôi chứ. Mà chị trồng qua Tết lâu chưa, mấy năm rồi? Hay trồng cũng lâu rồi. Mà đó giờ thấy có năm nào mà bán mua Tết như năm nay không? Thấy năm nào mà ế gì không? À, năm rồi thì nói chung là vườn thì bán được nhưng mà giá cũng có cao, nhưng mà bán cũng được tại vì lái nó mua, nhưng mà năm rồi thì lái mấy anh lái thì bán không được. À, nên là năm nay là sợ là vườn lái không đi mua luôn. À, tức là năm rồi thì dạ. Lái thì nó mua nó bán dạ, được nhưng mà vườn mình thì bán được dạ, còn năm nay nó sợ quá nó không được. Lại mua nhiều nữa. Em rồi giá cũng tương đối nhưng mà bán ở vườn thì bán được. Năm nay nguyên vườn chị trồng hết qua Tết là khoảng nhiêu vỏ? Mấy ngàn? Không biết nữa, em không phải chủ vườn. Dạ. Yeah. Em tự làm. Anh chủ vườn
vườn ảnh đi giao đồ rồi. Mỗi năm là giờ này là lái lại mua hết rồi phải không? Năm nay còn nhóc trên vườn chứ. Quá trời hả? Cút kim cương rồi các bạn, cát tường. Năm nay mình thấy cát tường trồng cũng ít nhưng mà cuối cùng cũng không có chạy. Tình hình chung nhé các bạn, tình hình chung năm nay sức mua tại vườn rất là thấp ha. Khảo sát nãy giờ mấy hộ dân này ai cũng than hết trơn. Đây nè, đây có số điện thoại của chủ vườn nè ha. Đấy, các bạn có nhu cầu mua những cái lọ hoa nãy giờ mà mình có nói giá đó, chị đó có nói giá thì các bạn cứ liên hệ nha. Này cũng nằm ở trên đường Nguyễn Chí Thanh luôn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hôm nay thì sẵn trên đường đi lên làng hoa thì mình cũng ghé một số nhà vườn để mà khảo sát cũng như là ghi nhận về cái tình hình tiêu thụ hoa kiển năm nay ha. Thì nếu như các bạn chưa mua hoa chưng, chúng ta có đến làng hoa Sa Đéc để tham quan chụp ảnh thì các bạn cũng nên mua một vài chậu hoa mang về ha, để vừa ủng hộ bà con mình mà cũng như là một cái món quà để gửi tặng bà con nông dân đã ngày đêm chăm sóc tạo nên những cái sắc hoa rực rỡ để cho chúng ta có những cái bức tranh đẹp của cái mùa xuân ha. Ai ai cũng mong một cái ngày Tết được vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và với những cái bà con nông dân trồng hoa. Nếu như mà qua một mùa hoa Tết mà bán không được thì bà con mình đón Tết rất là buồn. Cho nên là cũng mong là mọi người chúng ta hãy chia sẻ ha, cùng nhau ủng hộ bà con nông dân mình để những người nông dân cần mẫn ha, họ sẽ còn có động lực để tiếp tục trồng thêm những cái vụ hoa Tết tiếp theo nữa để góp phần làm đẹp cho đời ha. Bởi vì nếu như mà năm nay mà hoa bán không tốt, hoa Tết bán không chạy thì có lẽ là những năm sau bà con mình sẽ e dè và trồng ít hoa. Lúc đó thì chúng ta sẽ không còn nhiều sắc hoa rợp màu sắc để chúng ta có được những cái mùa xuân rực rỡ nữa ha. Và mọi người sẽ thu nhập sẽ giảm đi đáng kể. Rồi, thì video hôm nay thì xin dừng lại ở đây ha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có suy nghĩ như thế nào thì các bạn để lại bình luận ha. Và nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chia sẻ nha, nếu thấy video ý nghĩa ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mình sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến các bạn những hình ảnh về mùa xuân ở thành phố Hoa Sa Đéc ha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.